Phong thủy Tam Nguyên xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh YouTube. Ngày hôm nay Triệu Hào rất hân hạnh cũng như là vinh dự được trở lại cùng với quý cô chú, anh chị trong những cái video chia sẻ liên quan đến việc chủ đề mà bản thân ở trong bất kỳ thời điểm nào nó đều là chủ đề mà rất được nhiều quý cô chú, anh chị quan tâm. Đó là việc khai sơn lập hướng, tu phương sửa chữa và tu tạo các cái căn nhà cũng như là cái ngôi dương cơ của quý cô chú, anh chị. Thì cùng đồng hành với Triệu Hào ngày hôm nay rất vinh dự có anh Đức Trung là chuyên gia phong thủy. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào anh Hà. Xin chào đến các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Vâng, anh Đức Trung ơi, thì trong cái quãng thời gian gần đây, Triệu Hào cũng như là rất nhiều các bạn ở trong phong thủy Tam Nguyên là chuyên viên tư vấn, vâng, thì cũng có gặp một số câu hỏi liên quan đến việc mà quý cô chú, anh chị quan tâm về cái thời điểm cũng như là kế hoạch hay là các cái tiêu chí liên quan đến việc mà xét làm sao để căn nhà có thể là xây dựng được, vâng, hay là tu phương sửa chữa được, đặc biệt là trong tất cả các cái năm. Bởi vì là chỉ rằng là tôi nghe thấy phong thủy Tam Nguyên khuyên là năm nay thì nên xây dựng, năm sau thì không. Thì cái nguyên do nào hay cái nguyên nhân nào thì xin anh chia sẻ một số cái ý kiến cũng như là cái quan điểm, vâng, để bản thân quý cô chú, anh chị có được cái nhìn nhận nó rõ hơn và cụ thể hơn trong quá trình mà làm nhà hay là chuẩn bị tu phương sửa chữa. Nói thế này các cô chú, anh chị và anh Triệu Hào ạ, cái việc mà chúng ta cùng phải thẳng thắn và cùng với thống nhất với nhau cái yếu tố đầu tiên, cái việc đó là làm nhà hay dựng cửa là cái yếu tố quan trọng của mỗi đời người. Thế thì cái thực ra mà nói phong thủy về địa lý hay phong thủy về dương cơ là người ta xét đến cái yếu tố chúng ta kiến tạo là một cái không gian sống, một cái môi trường sống để bản thân con người nó có sự hài hòa giữa con người là nhân này, hòa hợp với lại thiên khí và địa khí, tức là thiên địa nhân khí nó có sự hòa hợp. Vậy thì câu chuyện ở đây giữa cái việc đã nói đến kiến tạo về không gian sống và cái môi trường sống, thì cái việc chúng ta phải tính toán trên cái việc đó là cái cách cục hay cái bố trí không gian hay là cái nội cục hay là cái ngoại khí của ngôi nhà đấy nó có đắc cục hay không để con người chúng ta ở đấy nó tốt. Vậy thì nếu như một ngôi dương cơ mà yếu tố phong thủy nó vượng thì con người ở trong đấy cũng được phù trợ. Nhưng nếu một ngôi dương cơ mà phong thủy nó xấu, phong thủy tức là yếu tố về cảnh quan núi non sông nước, đường đi lối lại ngã ba ngã bảy hay là gặp các thế sát nó ảnh hưởng đến, thì phong thủy ngôi nhà vốn đã xấu thì con người ở trong đấy nó càng xấu hơn. Mà cái việc này thì vốn dĩ là trên cơ sở lý thuyết chúng ta có, nhưng điều quan trọng chúng ta phải đi khảo sát để đánh giá một cách thực tế thì nó tốt hơn, đúng không em? Dạ. Đấy. Vậy thì sau khi mà chúng ta đánh giá được cái việc đó, cái cách cục ngôi dương cơ chúng ta nó vượng hay không vượng để có quyết định ở được hay không, ở thì nó tốt dài lâu, còn nếu mà không ở được có lẽ chúng ta phải bán hoặc là chuyển mục đích khác sử dụng, đúng không anh? Đấy. Sau đó thì chúng ta mới tính toán đến cái việc đó là cái hướng nhà đấy nó có được vượng hay không để mà xây dựng. Đấy. Cái này chúng ta vẫn nói với nhau đó là yếu tố về vượng, vượng vận, đúng không anh? Đấy. Và đến cuối cùng thì chúng ta mới tính toán được việc đó là tuổi gia chủ đấy có được hợp hay không để mà động thổ, và nếu như không động thổ được chúng ta có thể mượn tuổi động thổ mà, đúng không nhỉ? Dạ. Đấy. Vậy thì cái câu chuyện đầu tiên, yếu tố đầu tiên là cái cách cục của ngôi dương cơ trạch đất đấy, ngôi nhà đấy nó có được vượng khí hay không để chúng ta ở thì chúng ta phải đi khảo sát. Còn đâu rằng là cái yếu tố thứ hai đó là cái hướng của cái trạch đất hay hướng ngôi nhà nó có được tốt hay không để chúng ta xây dựng trong năm 2020 này hay năm 2021 thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để chúng ta đánh giá. Đấy. Vậy thì những cái tiêu chí đấy thì thường là phong thủy Tam Nguyên chúng ta vẫn xét dựa trên 5 cái tiêu chí lớn, tức là 5 cái yếu tố mà thần sát lớn mà chúng ta vẫn thường xét để mà quyết định được cái việc ngôi nhà đấy nó có được vượng khí không để mà làm. Nếu mà vượng thì chúng ta có thể triển khai được, còn nếu không vượng thì chúng ta để sang năm khác. Đó, thì nó rõ ràng quan điểm như thế. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng khảo qua một chút về các cái thần sát trong năm 2020 và sẽ nhắc đến năm 2021 luôn để các quý cô chú chị cùng nắm được. Đấy, thì có lẽ chúng ta sẽ cùng triển khai đến các quý cô chú anh chị những cái thần sát mà chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đến. Chúng ta có 5 cái thần sát đúng không anh? Đó là sát lớn. Vâng, đó là thái thế sát này, vâng, ngũ hoàng đại sát đúng không ạ? Rồi là tam sát này, rồi mậu kỷ đối thiên sát và mộ long biến mẫn sát. Đấy. Và không biết là anh Hào đã sẵn sàng chưa thì Đức Trung sẽ mời anh là người đầu tiên chia sẻ về cái yếu tố sát đầu tiên đó là thái thế sát. Vâng, rất sẵn sàng ạ. Thì mà Triệu Hào cũng xin phép quý cô chú anh chị chia sẻ một cái thần sát lớn, đấy là thái tuế. Thái tuế sát thì bản thân thái tuế là tối đẳng tượng thần và là vị quan cai quản trong một năm. Thái tuế, khi mà nhắc đến thái tuế thì thường người ta sẽ nhắc đến cái tiêu chí gì đó nó rất lớn trong cái việc mà xét đến, kể cả là yếu tố về việc xây nhà dựng cửa hay là kể cả tuổi của quý cô chú anh chị cũng thế. Cho nên rằng là khi mà xét về thái tuế thì ta sẽ cùng nhau điểm lại năm 2020, tức là năm Canh Tý, thì bản thân thái tuế sẽ đáo đến phương Tý, Sơn Tý, thì tức là Sơn Tý thì được quản bởi phương Bắc, cho nên là những cái nhà mà tọa nam hướng Bắc thì trong năm 2020 thì không có nên xây dựng, không có nên xây dựng.
sang năm 2021 tương tự, ta sẽ có năm 2021 tức là năm Tân Sửu, thì bản thân Thái Tuế đến phương Sửu tức là phương Đông Bắc, thì bản thân cái nhà mà có hướng Đông Bắc và tọa là Tây Nam thì cũng không có nên triển khai, bởi vì là nhắc đến Thái Tuế thì nó sẽ làm một cái gì đấy mà gần như người ta không có muốn là tu tạo, hay là không có muốn là phạm phải, hay người ta gọi là mạo phạm đến Thái Tuế, thì những là những cái tiêu chí mà mình thường thì sẽ không có nên tránh thì sẽ tốt hơn. Kể cả những cái việc ví dụ những cái tiêu chí rất nhỏ thôi, Triệu Hào lấy ví dụ giống như là lắp cái điều hòa thôi. Lắp cái điều hòa là một chi tiết rất nhỏ, là cái thiết bị rất nhỏ, mình thực tế mình chỉ có khoan một vài cái đi vít thôi, nhưng mà cái mà ảnh hưởng đến cái căn nhà của chú chị cũng sẽ rất là lớn, cho nên là những cái việc đấy người ta sẽ kiêng, người ta sẽ kiêng. Và chưa nói gì đến cái việc là xây nhà, cho nên là bản thân là quý cô chú anh chị nên chú ý ở cái điểm này. Năm 2021 thì cái nhà hướng Đông Bắc thì không nên xây. Còn năm 2020 thì như ta biết rồi, đấy là cái nhà hướng Bắc thì không nên xây. Đấy, nhà hướng Bắc thì không nên xây. Đấy thì đến cái phần liên quan đến Thái Tuế thì đó là một số cái chia sẻ của Triệu Hào. Thì xin mời anh Đức Trung chia sẻ thêm về cái thần sát thứ hai, đấy là thần sát liên quan đến Ngũ Hoàng. Cảm ơn Triệu Hào. Thì trong cái yếu tố mà thần sát về Thái Tuế anh Hoàng, anh Triệu Hào đã nhắc đến, thì chúng ta thấy rằng là rất là nguy hiểm nếu như ngôi nhà mà phạm phải hướng Thái Tuế mà chúng ta gặp phải, do đó là chúng ta không tuyệt đối không nên xây dựng được. Vậy thì có yếu tố thần sát quan trọng nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, mà thầy Tam Nguyên hay là Đức Trung hay Triệu Hào hay các đội ngũ trợ lý tư vấn có thường xuyên nhắc đến rất nhiều, đó là yếu tố sát của Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng đại sát hay còn gọi là sát của sao Liêm Trinh, đúng không ạ? Trong hệ thống thần sát của hệ thống cửu tinh bao gồm là nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch của cửu tử, chúng ta biết rằng là ngũ hoàng đại sát là sao số 5, là sao nhập vào trung cung, đúng không ạ? Ngũ hoàng đại sát ma sát khí của ngũ anh thổ, đồng thời rằng là ngũ hoàng đại sát nhập vào trung cung nó mang cái sát khí của mậu kỷ, đúng không ạ? Do vậy rằng là người ta nói rằng là sát khí của mậu kỷ đến đâu thì con ong cũng không dám đến đó để mà làm tổ. Đồng thời rằng là ngũ hoàng hay còn gọi là sao của vua của các cái ngôi sao, đúng không ạ? Vào năm đương vận thì khí của ngũ hoàng rất là cát lợi, giúp cho cái việc là thăng quan tiến chức và đạt được nhiều cái thành tựu. Nhưng mình nếu vào năm thất vận, tức là vào trong cái vận 8, vận 9 như này thì sao ngũ hoàng lại mang tử khí. Do vậy rằng là nó mang cái yếu tố sát khí. Và nếu như những ngôi nhà nào mà xây dựng mà phạm phải cái hướng ngũ hoàng này thì tuyệt đối không thể xây dựng được, bởi nó mang đến những cái tổn hại rất lớn. Nhẹ thì là tổn hao tài sản, tổn hao những cái liên quan đến kinh tế, tiền bạc. Nhưng mà nặng thì có lẽ liên quan đến tổn hao về con người, đúng không ạ? Tức là nhân đinh. Vâng, nhân đinh có thể là tai nạn mất máu, hoặc là thậm chí là thương tật, thậm chí là mất người luôn. Và cái việc này kiểm chứng qua rất nhiều năm ứng dụng phong thủy rồi. Do đó rằng là những ngôi nhà phạm ngũ hoàng thì tuyệt đối không thể xây dựng được. Thì trong năm 2020 thì ngũ hoàng lại đáo đến phương Đông. Và trong năm 2021 thì thấy và ngũ hoàng thì lại đáo đến phương là phương Đông Nam. Do đó rằng là trong năm 2020 thì những ngôi nhà mà tự trung lại là xây nhà tọa Tây hướng Đông thì tuyệt đối chúng ta không nên xây dựng. Trong năm 2021 thì tương tự thế, những ngôi nhà mà tọa Tây Bắc mà hướng Đông Nam thì cũng tuyệt đối không nên xây dựng luôn. Nhắc lại luôn là hướng Đông bao gồm là ba sơn hướng là Giáp, Mão và Ất, có cái độ số đó là từ 67,5 độ cho đến là 102,5 độ, bao gồm ba sơn hướng Giáp, Mão, Ất. Và tương tự thế hướng Đông Nam thì sẽ bao gồm là ba sơn hướng là Thìn, Tốn, Tỵ, thì cũng có độ số từ 112,5 độ cho đến 157,5 độ, thì cũng tuyệt đối chúng ta không thể xây dựng được trong cái năm 2021 tới. Thì để mà đo chi tiết hướng nhà của quý vị thì các cô chú chị hãy tải ứng dụng La Bàn Việt về máy và sử dụng cái chế độ là La Bàn 24 sơn hướng, đo nó sẽ chính xác nhất. Đến từng sơn hướng và đến từng độ số cụ thể thì nó sẽ tốt hơn. Do vậy tự trung lại về yếu tố sát của Ngũ Hoàng thì những ngôi nhà nào mà phạm hướng Ngũ Hoàng thì không thể xây dựng được. 2020 thì Ngũ Hoàng đáo đến hướng Đông, 2021 thì Ngũ Hoàng đáo đến hướng Đông Nam. Đây là hai cái hướng trong 2 năm liên tục, 2020-2021 thì tuyệt đối không thể xây dựng được. Đó. Và cũng có một cái thần sát lớn nữa mà chúng ta cũng cần phải tuyệt đối tránh, đó là liên quan đến yếu tố về tam sát. Và yếu tố tam sát thì cũng xin mời anh Triệu Hào để trao đổi thêm với các cô chú chị hiểu rõ hơn. Dạ vâng, Triệu Hào sẽ xin phép chia sẻ liên quan đến phần thần sát thứ ba, đấy là tam sát. Thì bản thân tam sát thì quý cô chú anh chị hay nhầm với lại tam tai. Tam tai là cái tiêu chí mà người ta dùng để xét cho tuổi. Còn nếu mà xét về vận đất để mà xây dựng nhà cửa hay là để mà tu tạo thì mình sẽ xét đến phương diện liên quan đến tam sát. Thì cái cách tính nó sẽ rất đơn giản. Bản thân ví dụ năm 2020 tức là năm Canh Tý, năm Canh Tý thì bản thân tam sát nó sẽ đến đáo đến tọa, tức là ba cái phương đấy là Tỵ, Ngọ, Mùi, thì tượng trưng cho ba cái phương đấy là Đông Nam, Nam và Tây Nam. Thì những cái phương mà có tọa là
là ba cái phương này thì sẽ không nên xây dựng. Và đặc biệt là đúng rồi, thì đặc biệt là cái phương mà có, bởi vì tam sát thì sẽ bao gồm là tai sát, túi sát và kiếp sát, thì bản thân khi mà rơi vào cái phương đấy là túi sát thì không có nên tu tạo nhiều hơn, cũng như là sửa chữa thì cũng không nên luôn. Bởi vì cái phương này nó sẽ bị ảnh hưởng của chính phương, cho nên là sẽ rất ảnh hưởng, sẽ rất lớn. Ví dụ như cái nhà mà tọa nam hướng bắc chẳng hạn, trong cái năm vừa rồi vừa phạm phải thái tuế mà lại vừa phạm phải tam sát thì đây cũng là những cái mà không có nên triển khai, bởi vì là cái yếu tố ảnh hưởng nó gần như là rất lớn. Ngoài ra thì sang đến năm 2021 thì nó sẽ như thế nào? Thì sang 2021 là năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu thì tam sát sẽ đến tọa ba phương là dần mão thìn, tức là đến phương đông. Mình sẽ có dần mão thìn đấy là đông bắc này, đông này và đông nam này. Đấy, thì sẽ đến ba phương đó. Thì bản thân khi mà cái nhà, đặc biệt là cái nhà mà tọa đông hướng tây, tọa đông hướng tây thì không có nên xây dựng, không có nên xây dựng. Thì bản thân là cái nhà hướng tây thì sẽ kéo dài trong độ số là từ 202,5 đến 247,5 độ. Thì cái nhà này nó bao gồm ba sương là canh rộng tân, thì đặc biệt là không nên xây dựng vào năm 2021. Nó giống như cái nhà mà hướng bắc, giống như cái nhà hướng bắc trong năm 2020. Thì bản thân thì quý cô chú anh chị lưu ý ở cái việc đó, nếu như có phương án lên, phương án xây dựng hay lên phương án định hướng, thì mình có thể tính toán và nhờ chuyên gia để mà tư vấn cho cái khoảng thời gian, cũng như là tính toán xem cái thời điểm nào đất nó vượng hơn để mà có thể triển khai cái nhà hướng tây. Bởi vì năm 2021 thì sẽ cần phải tạm dựng lại để mà mọi yếu tố liên quan đến công việc, tài lộc hay sức khỏe thì được đảm bảo hơn. Đó là trên đây là một số cái điểm liên quan đến cái phần tam sát, là một trong những cái tiêu chí cũng như là cái thần sát lớn đánh giá trong việc xây nhà. Như vậy chúng ta phải thấy là tam sát thì nó khác đi so với là ngũ hàng với lại thái tuế, là chúng ta xét ở tọa. Đúng rồi, ta xét ở tọa chứ không phải xét ở hướng. Thái tuế hay ngũ hoàng thì mình sẽ xét tại hướng. Và còn tam sát thì mình sẽ xét theo tọa. Từ đó thì mình sẽ luận sang cái phần liên quan đến hướng. Nhưng mà thông thường thì phong thủy tam nguyên như Triệu Hào hay là anh Đức Trung sẽ đều chia sẻ với quý cô chú anh chị theo cái góc nhìn đấy, là mình sẽ quy đổi ra hướng để bản thân quý cô chú anh chị sẽ dễ hiểu hơn để mà ứng dụng trong cái việc là xây nhà dựng cửa thì nó sẽ ok hơn. Cái phần liên quan đến, chúng ta đã cùng đi qua ba cái tiêu chí liên quan đến việc thần sát để đánh giá. Thì cái thần sát thứ tư đến thần sát liên quan đến mậu kỷ đô thiên sát, thì xin mời Đức Trung chia sẻ một số cái quan điểm cũng như là cái cách thức để làm sao mình xác định được cái thần sát này. Xin mời anh ạ. Cái yếu tố mà mậu kỷ đô thiên sát như Đức Trung và thầy Tam Nguyên hay các đội ngũ trợ lý cũng có thường xuyên hướng dẫn đến các quý độc giả, cô chú ý chị chúng ta chú ý rằng là mỗi một yếu tố về thiên can thì nó lại có một cái ngũ hành khác nhau, đúng không ạ? Giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, đúng không ạ? Canh Tân thuộc kim, Nhâm Quý thuộc thủy, và đặc biệt là Mậu Kỷ thì nhập vào trung cung, nó mang ngũ hành thuộc thổ, đúng không ạ? Khí của trung ương, khí của Mậu Kỷ nó thuộc thổ, như vậy nó mang cái yếu tố sát khí khi mà đến vào các cái phương tọa đối với mỗi ngôi nhà. Thì cũng có chia sẻ thêm với các quý cô chú anh chị một chút rằng là đối với thái tuế này, ngũ hoàng hay là tam sát là những cái sát đại kỵ sát lớn, rất lớn, đặc biệt trong tam ở phái thường xuyên có nhắc đến, thì đối với các cái sát này đến hướng hay đến tọa khi gặp phải thì tuyệt đối chúng ta không thể xây dựng được trong cả năm. Nhưng đối với mậu kỷ đô thiên sát thì đây là một trong những cái trường hình thế sát, một trong những cái thế sát mà chúng ta hoàn toàn có thể là khắc phục được, hoàn toàn là khắc phục được. Và đặc biệt cũng cần phải chú ý rằng là cái sát khí của mậu kỷ nó sẽ đến rất là mạnh trong những cái tháng mà nó phạm phải mậu kỷ luôn, tức là trong cái năm 2020 thì chúng ta biết là có tháng mậu dần và tháng kỷ mão, đây là hai tháng mà có phạm phải mậu kỷ đô thiên. Do vậy rằng là những cái ngôi nhà mà tọa dần, tức là mậu dần ấy, tọa dần hướng thân, và những ngôi nhà mà tọa mão hướng dậu đó, thì năm 2020 là phạm luôn cả mậu kỷ đô thiên sát, phạm luôn mậu kỷ đô thiên sát, đặc biệt là trong cái tháng dần và tháng mão đó. Đấy. Và các cái tháng khác thì muốn mà xây dựng được thì không phải là không có cách, nó khác với lại ngũ hàng, khác với thái tuế và khác với tam sát, thì mậu kỷ vẫn có phương án để khắc chế, tuy nhiên phải lựa chọn vào cái thời điểm gọi là nhật quyệt đáo sơn. Đấy. Thời điểm nhật quyệt đáo sơn hay thời điểm gọi là thái âm thái dương đáo sơn hay thiên ất quý nhân đáo sơn hướng, thì đây là thời điểm mà nó mang yếu tố cái cát vượng để hóa giải hết những cái, hóa giải bớt hoặc thậm chí là hóa giải hết được những cái sát khí của mậu kỷ, thì nó sẽ khắc phục được tối đa những cái sát khí như thế này. Thì tương tự như thế, năm 2021 thì chúng ta có thể thấy rằng là năm 2021 Tân Sửu, đúng không ạ? Chúng ta dùng ngũ hổ độn để chúng ta độn ra, nhưng mà sẽ thấy rằng là Mậu và Kỷ nó sẽ đến vào ba hai cái tháng, đó là tháng Mậu Tuất và tháng Kỷ Hợi. Do đó rằng là ba hai cái sơn mà chúng ta cần phải chú ý đặc biệt trong năm 2021 đó là
Sơn Tuất tức là tọa Tuất hướng Thìn và Sơn Hợi là tọa Hợi hướng Tỵ, thì năm 2021 thì phạm phải Mộc Tỵ đối thiên thì tuyệt đối chúng ta không thể xây dựng được. Ngoài ra các sơn hướng khác trong năm 2021 muốn xây dựng được thì cũng cần phải chú ý tránh vào những cái tháng và những ngày Mậu Kỷ, và cần phải lựa chọn vào cái thời điểm mà sơn hướng vượng, giống như Đức Trung vừa có chia sẻ về cái thời điểm nhật nguyệt đó sơn hướng thì sẽ thuận tiện hơn và khắc phục được những cái sát khí của Mậu Kỷ đối thiên. Thì cái đấy là các quý cô chú anh chị cần phải chú ý, nó sẽ triển khai được nhưng mà phải chú ý là những ngôi nhà thứ nhất là có gia chủ hợp long, cái thứ hai là thời điểm nhật nguyệt đáo sơn nó cần phải tốt thì mới triển khai xây dựng được, để hóa giải được cái phần sát khí của Mậu Kỷ. Nhưng đặc biệt trong cái tháng đó là tháng riêng tháng 2 của năm 2020 thì vừa qua rồi, trong năm 2021 thì tháng 9 tháng 10 là tuyệt đối không xây dựng, không xây dựng, nó phạm Mậu Kỷ, chính Mậu Kỷ. Vâng, một thông tin mà hết sức là hữu ích. Và bản thân thì quý cô chú anh chị qua cái thần sát thứ tư này cũng có được cái phương án cũng như là tin vui hơn, tức là mình vẫn sẽ có thể xây dựng được. Tuy nhiên là cần phải lưu tâm cũng như là cần phải chú ý liên quan đến cái thời điểm để mà chọn lựa, và những cái tiêu chí cần phải xét đấy là cái việc mà gia chủ cần phải có trong các thành viên trong gia đình, hoặc là tốt nhất là gia chủ thì có được cái tiêu chí liên quan đến việc hợp long. Ngoài ra thì cần phải chọn được cái thời điểm nhật nguyệt đáo sơn để bản thân sẽ có được cái cát vượng cũng như là yếu tố các khí nó tốt hơn trong quá trình mà triển khai động thổ hay xây dựng. Thì đây là một cái thông tin hết sức hữu ích và Triệu Hào nghĩ là quý cô chú anh chị có thể tham khảo được cùng trong 2020 hay là 2021 luôn. Thì xin chia sẻ cũng một chủ đề nữa, đấy là cái việc liên quan đến thần sát thứ năm, Mậu Kỷ rồi đến Mậu Long, thì đây là hai cái thần sát về cơ bản nó cũng sẽ có những cái điểm tương đối là chung, nhưng mà nó cũng sẽ có những điểm hết sức là riêng biệt. Thì xin mời Đức Trung Trung chia sẻ thêm về cái phần liên quan đến tiêu chí cũng như là thần sát số 5, đấy là Mộ Long biến vận sát. Vâng, xét về Mộ Long biến vận sát thì đây là một trong những cái thần sát cũng rất là đặc biệt mà thầy Tam Nguyên hay là chúng ta vẫn có thường xuyên nhắc đến khi mà chúng ta tính toán đến việc khai sơn lập hướng, đúng không ạ? Dạ. Mộ Long biến vận sát thì nó lại xét dựa trên cái yếu tố về nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận, xét theo hồng phạm ngũ hành anh ạ. Đấy, thì nó cũng có một chút khác nhau về liên quan đến cái việc xét về ngũ hành của các phương và các hướng. Thì lúc này ngũ hành chúng ta không phải là xét đơn giản dựa trên ngũ hành của địa chi, ngũ hành của thiên can hay nạp âm ngũ hành nữa, mà lại xét theo ngũ hành của hồng phạm ngũ hành cơ. Thì có cái video chi tiết mà thầy Tam Nguyên cũng như Đức Trung có trao đổi liên quan đến hồng phạm ngũ hành cũng như là mộ long biên vận sát một cách rất chi tiết rồi. Tại video này thì Đức Trung xin phép khảo qua để chúng ta có thể chú ý được. Trong năm 2020 thì mộ long biến vận sát đến vào bốn cái sơn, đó là Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Do đó rằng là các cái ngôi nhà mà tọa Càn hướng Tốn này, rồi là tọa Hợi hướng Tỵ này, tọa Đoài tức là tọa chính Tây, tức là tọa Dậu hướng Mão, rồi là tọa Đinh hướng Quý, là những cái sơn hướng mà phạm phải mộ long biến vận sát trong năm 2020 mà chúng ta tuyệt đối không xây dựng được. Đó, mà muốn xây dựng được thì cũng cần phải lựa chọn vào cái thời điểm nhật nguyệt đáo sơn và gia đình có hợp long hay không nữa, chúng ta mới tính toán được. Tương tự thế, năm 2021 thì chúng ta có đến 13 sơn hướng, 13 sơn phạm phải mộ long biến vận mà chúng ta cần phải tránh, bao gồm là Giáp này, Dần này, Thìn này, Tốn này, Tuất này, Tý này, Tân và Thân. Tiếp theo là năm cái sơn nữa mà chúng ta cũng cần phải tránh luôn, đó là Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Như vậy chúng ta có đến 13 sơn phạm 13 phải mộ long. Sơn. Nó sẽ tương ứng là mình sẽ có 13 hướng. Sơn, chính xác. Như vậy chúng ta sẽ có 13 hướng mà chúng ta tuyệt đối không thể xây dựng được trong năm 2021 tới. Và nếu như gia chủ mà có muốn triển khai, nếu trong trường hợp bắt buộc, thì Đức Trung vẫn nói rồi, chúng ta phải xét xem ngôi nhà đấy có hợp long hay không, rồi là lựa chọn được cái thời điểm nhật nguyệt đáo sơn để mà tính toán. Vâng. Thì mới có thể là xây dựng được trong cái năm 2021 nếu những ngôi nhà phạm phải một ông biến vận như vậy. Do vậy có thể nhắc đến một điều, là năm 2021 là một năm khá khắc nghiệt trong cái việc mà xây dựng ngôi nhà. Mà các gia chủ cần phải hết sức chú ý và nên khuyên rằng là nên có sự tư vấn kỹ càng từ phía chuyên gia thì nó sẽ tốt hơn. Thì xin cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Đức Trung liên quan đến mộ long biến vận sát, một thần sát mà rất được nhiều sự quan tâm, cũng như là cái tiêu chí liên quan việc đánh giá thì nó sẽ khó hơn so với cái thần sát phía trước. Cho nên là quý cô chú anh chị cũng cần phải lưu tâm cái việc này, đặc biệt là chú ý về thêm về cái thời điểm để mà triển khai, làm sao đó chọn lựa được, cũng như là cái căn nhà của mình thì để mà là khai sơn lập hướng hay là để tu phương sửa chữa trong cái năm 2021 là cái năm sắp tới đây. Năm có nhiều sự thay đổi, trải qua Covid cũng như là các cái khó khăn của nền kinh tế xã hội, thì cũng rất mong là quý cô chú anh chị sẽ có thêm được những cái sự kiến thức cũng như có thêm được cái phần liên quan đến cái góc nhìn nó rõ nét hơn về việc mà khai sơn lập hướng, tu phương sửa chữa
cải tạo lại các cái ngôi nhà, ngôi dân cư của mình, để mà từ đó nó cũng là sẽ là cái thước đo cũng như là cái đòn bẩy để mà bản thân quý cô chú anh chị cùng với gia đình mình sẽ có được những cái khác hơn, mới hơn, tốt hơn và hạnh phúc hơn trong năm 2021. Trên đây thì Đức Trung cũng như là Triệu Hào cũng sẽ xin ghép lại cái phần video liên quan đến việc chia sẻ về cái kiến thức về năm cái thần sát lớn trong phong thủy để mà xét trong quá trình xây nhà, cải tạo cũng như là thay đổi lại cái môi trường sống, cái môi trường mà bản thân quý cô chú anh chị hàng ngày mình sinh sống, mình làm việc và sinh hoạt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.